Có tin vui. Đó là ngày hôm nay Thắng đã sở hữu sức mạnh của anh TV Man. Nhưng mà không phải duy nhất anh TV Man đâu, mà Thắng còn sở hữu thêm sức mạnh của anh Legion TV Man và anh Titan TV Man nữa. Mấy hôm là Thắng chỉ được nhìn thấy mấy anh TV Man qua video, nhưng mà ngày hôm nay Thắng có thể nhìn thấy chi tiết mấy cái anh TV Man đấy rồi. Nhất là cái anh TV Man một khổng lồ Titan ấy. Cái anh đấy là nhìn cực kỳ là ngầu lời. Wow, mấy bạn nhìn mà coi, đây có phải là anh TV Man không? Anh đấy sẽ dùng những cái quả sóng xanh. Nhưng mà anh ơi, cái TV của anh là bị hỏng rồi sao ấy? TV, em xem cái anh TV Man trong video là anh ấy dùng cái sức mạnh ánh sáng màu xanh mà. Nhưng mà sao anh lại dùng cái sức mạnh tia ánh sáng nhiễm như này? Chắc chắn là TV nó bị hỏng rồi, nó bị mất cái dàn anten rồi. Chỉ có cái anh mà có 5 TV ở xung quanh đây thì anh đấy mới dùng sức mạnh sóng TV sóng nhiễm với cả âm thanh ồn để tiết diện bận cái vật skip đi chứ. Chứ còn ai nữa? Uầy, tích, đấy, các bạn đã biết vì sao mà tôi bảo bọn nó vừa đi diễn hài về chưa? Ba cái quạt đầu Skibidi bây giờ nó không ở trong cái bồn cầu nữa, mà nó ở trong cái motor của cánh quạt rồi. Quạt quay. Khoan. Bây giờ nhìn thấy cái quạt Skibidi thì mình lại ám ảnh với cái quạt quạt ở nhà mình. Bây giờ chẳng may bật quạt nhà mình lên thì lại xuất hiện Skibidi quay. Hài. Ám ảnh cái toilet rồi, bây giờ ám ảnh luôn cả cái quạt nữa. Bên chính diện TV Man thì có một anh, hai anh, ba anh, nên là mình cũng phải phóng ra. Anh thứ hai, anh thứ ba, rồi bây giờ cho bạn nào uýnh nhau luôn nào. À, đây này, bây giờ mấy cái anh TV Man mới phóng ra cái tia ánh sáng màu xanh, thế là đã tiêu diệt được mấy cái quạt kia rồi. Mấy cái quạt thì cứ quay 360 độ. Ui, hình như là hai bên này đang ngang cơ nhau hay sao ấy. Được rồi. Ui, làm sao mà ngang cơ được. Mới đầu mấy cái anh TV này phóng ra cái luồng ánh sáng màu xanh, thế là bọn bồn cầu cánh quạt kia nó đứng im không nhúc nhích trong vòng, Thắng đoán là đếm chắc là 3 giây thì bọn nó mới cử động và khống chế và quánh nhau với mấy anh TV Man này. Uầy, quánh nhau xong rồi thì mỗi anh đi một nơi. À nhá, ngày hôm nay Thắng cũng có thêm xe tăng mà phóng ra cái luồng ánh sáng để bắt mấy con ký sinh trùng ở toilet Skibidi. Wow, kinh chưa. Ê, anh ơi, anh họ lại một tí để cho em với cả các bạn xem nào. Em đến gần anh cứ phi đi. Ê, trời ơi, phi kẹp cả chân của mình rồi. Bây giờ mình di chuyển không cả được luôn này. Không được luôn, mắc chân em rồi. Anh ơi, đi. Đấy, anh đến đi thì mình mới di chuyển được. Khổ lắm, đã bảo họ lại để em cho các bạn xem rồi. Em có thể nhảy lên xe tăng của anh được không ta? Không được thì em sẽ bay lên. Wow, cái quả lòng này không phải là để chụp ảnh đâu nha, mà là để phóng ra một cái tia laser để tiêu diệt mấy cái con toilet ký sinh trùng giải cứu những anh cameraman. Trời ơi, ngầu chưa. Và anh này đang ngồi để lái và bắn và lái. Một quả xe bọc thép xe tăng bắn ra luồng ánh sáng. À, ở bên dưới đây có một cái quả đèn này. Và hai bên cũng có hai mắt camera. Quá là ghê gớm đẳng cấp luôn. Mỗi tội không thấy bọn Skibidi có con quái vật nào đẳng cấp hơn ra đây để đấu với cái anh này. À, đây rồi, Thắng vừa nhìn thấy rồi. Hình như lại là một Skibidi toilet đi diễn hè về. Không phải là đi diễn hè đâu, mà là nó đi biểu diễn xiếc ca múa nhạc về, xiếc ảo thuật ra. Đằng sau nó có cái gì đây mà cứ chần chọn. Wow, một bàn tay phù thủy này định đi làm phù thủy biểu diễn xiếc à? Nó có thể dùng cái cây đũa thần này nó làm biến mất mấy anh camera này thì làm sao ta? Chuẩn bị nè, bắt đầu nè, đã chiến đấu rồi nè. Wow. Bọn bồn cầu Squiddy nó dùng phép thuật các bạn ơi. Trời ơi, nó bắn từ xa luôn. Thế là mấy anh TV Man đã bị tiêu diệt hết rồi. Ngay kể cả cái anh mà lái xe tăng đây này cũng bị tiêu diệt luôn. Uầy, mình không thể tin nổi luôn nha. Rõ ràng là xe bọc thép mà. Chiến đấu. Uầy, xe bọc thép xuất hiện. Đúng một giây thế là bị lổ tung luôn. Không thể tin nổi. Ngay cả mình rõ ràng là mình đã trường sinh bất lão rồi mà vẫn bị tiêu diệt. Thắng không ngờ là sức mạnh của bọn bồn cầu phù thủy này nó này mạnh mới cả đẳng cấp đến như vậy. Hai, mạnh thì tao sẽ thả anh TV cao hơn một chút. TV Legion. Anh TV Legion là sẽ có tận 5 quả TV luôn đấy nhá. Wow, cao hơn cái anh kia. 1 TV, 2 TV, 3 TV, 4 TV, 5 TV. Và anh sẽ đấy sẽ sử dụng TV này phát ra những luồng ánh sáng nhiều làm cho mấy con quái vật Skibidi đau đầu hoa mất, trong mặt buồn luôn. Rồi, bây giờ là bọn nó rất mạnh, phải thả tận 5 anh nha. 3 anh này, 4 anh.
Thôi, bằng lại anh là đủ rồi. 5 × 4 = 20 là 20 chiếc tivi đấu với Skibidi phù thủy, bắt đầu chiến đấu luôn. Ui, phóng ra tia ánh sáng trắng. Trời ơi, bên nào chiến thắng đây? Vâng, vẫn là bọn bồn cầu phù thủy các bạn ơi, bên nó còn tận 3 tên luôn kìa. Không được rồi, bây giờ là thắng phải thả anh Titan TV Man ra. Titan TV Man boss xuất hiện. Wow. Trời ơi, người của thắng chỉ biết rằng chiếc giày của anh đấy thôi. Đây, chiếc giày của anh bên đây nữa này. Trèo lên giày. Wow, to. Wow. Trời ơi, mình còn thả nhầm một phát ra anh Titan TV Man. Thế này thì bọn bồn cầu phù thủy làm sao mà đấu được. Bay lên. Ở giữa anh đấy có một luồng tia ánh sáng màu xanh phóng ra rất là mạnh nha. Và cả ánh sáng nhiễu này cũng rất là mạnh gấp 1000 lần luôn. Để xem là đằng sau anh đấy. Mình tưởng là đằng sau anh đấy có kiểu mấy cái cánh cơ mà. Mà chưa hết đâu. Nhìn đây này, anh đấy cần có mấy cái rắc để chuyển ra cái màn hình to lớn hơn 1000 inch ý. Thì đấy, sức mạnh của anh đấy sẽ tăng lên gấp 1000 lần nữa. Trời. Ok luôn. Bây giờ là cho chiến đấu luôn các bạn ơi. Nhưng mà bên nó còn rất ít phù thủy. Bây giờ ba cái tên con này mà đấu với hai anh Titan kia là không công bằng nhỉ? Không công bằng thì không công bằng, thằng sẽ thả thêm một Skibidi nữa. Ui, đó chính là Skibidi này là Skibidi hacker hay sao ấy? Wow, xung quanh người của nó là có rất là nhiều điện luôn nha. 4 × 5. Ok, bây giờ là chiến đấu thôi nha. Anh em ơi, đứng ra cái góc trên này để xem cho là dễ. Anh kia to cao quá. Chiến đấu. Ai? Wow, trời ơi, anh ta phóng ra một cái tia ánh sáng màu đỏ. Thế là tất cả những bọn Skibidi này nó không làm gì cả, nó đứng im và chờ ngã mà thôi. Đây, anh này còn phi hẳn xuống dưới này luôn. Chiến đấu. Thế nó mới sợ chứ. Kìa, mấy anh ấy đang phóng ra cái tia ánh sáng đỏ kìa. Đây rồi. Ôi trời ơi, oh my god. Đây chắc chắn là bồn cầu Skibidi mạnh nhất ngày hôm nay rồi. Wow, Titan bồn cầu Titan bay lên cho các bạn ngắm này. Trời ơi, một con bốt to đại cho bã luôn. Và hai bên của nó có hai cái lòng súng bắn ra màu da cam nha. Còn đằng sau là có phóng tên lửa bay cao vút lên trời luôn. Trời ơi, nhìn đồ sộ như này, không biết là mấy anh Titan kia có đấu nổi không ta. Chiến đấu. Ui, anh sang đó làm mà nó đứng im luôn, không hành động gì. Ui, không thể tin nổi. Mấy cái anh TV Man Titan kia tiêu diệt mấy cái ông này cực kỳ đơn giản như là đan dấu chân chiếu tia màu đỏ. Thế là bọn nó nghèo luôn. Ôi, các bạn biết đây là ai chưa? Đây chính là anh Sweatman. Đầu là đầu giống quỷ đầu loa ấy. Ê, anh ơi, anh cởi báo động ơi, sao anh đi vào trong đấy làm cái gì? Ê, hay là cởi báo động đi vệ sinh nhỉ? Để mình gọi cho các bạn xem. Anh Sirenhead Titan. Mà không biết là có phải Titan không, nhưng mà thằng thấy cái anh này có cực kỳ là nhiều loa luôn. Đây. Wow. Ôi, anh TV Man đã mạnh rồi mà bây giờ còn xuất hiện ra cả thêm anh Siren Titan Man luôn. Ui, mặc bộ vest này thì nhìn hơi bị đặc biệt đấy nha. Đây là có một cái còi báo động, bên này cũng có một cái còi báo động và trên này có rất là nhiều còi báo động. Ui, một cái loa, hai cái loa, ba cái loa, bốn cái loa, năm cái loa. Còn bên dưới này còn cái luồng ánh sáng màu xanh nữa. Ui, nhưng mà chưa hết, ở đằng sau anh đến này có một cỗ máy, hai cỗ máy, ba cỗ máy, bốn cỗ máy để giúp anh ấy có thể bay lên trời to như thế này, lại còn bay được cả lên trời nữa. Bây giờ mà mình gọi Siren Head quỷ đầu loa ra đây đấu, không biết là ai thắng nhỉ? Tất nhiên là anh này thắng rồi. Anh này có rất là nhiều trang bị hỗ trợ như này, không thắng thì cứ mà chiếc cái đồ bỏ đi mà thôi. Thôi được rồi, bên phe chính diện xuất hiện đội quân mạnh như thế này thì thắng phải cho rất là nhiều bồn cầu Skibidi mạnh nhất nữa đây. Ok các bạn ơi, để xem bây giờ ai sẽ là người chiến thắng đây. Nào, let's go, chuẩn bị. Thôi lừa. Rồi, ra. Một cuộc chiến rất là đẳng cấp bờ đồ luôn. Bây giờ là chiến đấu thôi nè. Nào, bắt đầu. Ui, được rồi, hay quá. Bây giờ là mấy anh... hình như là mấy anh Titan TV Man đã bị nhỉ. Ui, sao cái anh còi báo động Man kia mà lại yếu thế nhỉ? Cái anh còi báo động Titan này, tính dậy đi mấy anh ơi. Ui, mấy anh TV Man Titan này đã bị thiệt mạng rồi và mấy anh ấy đang bị ngã dần. Mình thả nhiều như thế này thì làm sao mà đấu lại được? Để xem nào, thắng còn những anh nào mà đẳng cấp hơn ông ta. Đây là ai đây? Ui, bé thế, cầm cái quả súng để tiêu diệt mấy con ký sinh nhưng mà bé như này, chắc ra đây chỉ
liếm một cái là bay thôi. Thắng phải tìm con nào nó to hơn. À, là một anh Speakerman và đang lái cái bồn cầu này thành một chiếc ô tô này. Zen, nhưng mà anh này bé quá, không đủ trình. À, còn cái anh này, ê, sao mà cái anh này lại giống cái anh này vậy trời? Cái anh này là Speakerman cầm súng, còn cái anh này là Cameraman cũng cầm súng. Ôi, toàn mấy cái anh bé như này thì làm sao mà đấu lại được. À, đây rồi, có một anh. Ôi giời ơi, anh này là anh cũ, anh này không phải là anh mới. Thôi, thế là ngày hôm nay không có ai giải cứu bọn Thắng rồi. Ê, what? Hai cái anh này giống nhau à? Đây rồi, ra một cái anh mới rồi. Cái anh này cũng giống cái anh này, nhưng mà anh này trên tay cầm hai cái khẩu súng nên là an toàn rồi. Còn đây ra mỗi cái khẩu súng thôi. Thắng thì Thắng này không cầm được cái khẩu súng này lên thì làm sao mà chiến đấu được? Thoại, hết rồi đấy các bạn ơi. Thắng đoán là cái đội quân này thì cũng không thể chiến thắng được bọn này đâu. Xe nào, cho chúng ta chiến đấu luôn nè. Ui giời ơi, chỉ cần một tia thôi là bọn nó ngất hết. Một anh nè, hai anh TV Man, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anh Titan TV Man. Bây giờ là chiến đấu luôn nha các bạn ơi. Một trận chiến quá là gay gắt, quá là căng co, với số lượng quân quá là đông luôn. Chiến đấu thôi. Why? Ui, yeah, ánh sáng tia sáng màu đỏ. Wow, thấy chưa? Tất cả những cái tia sáng màu đỏ kết hợp lại thì đã tiêu diệt được hết những cái bồn cầu này rồi. Và các bạn ơi, nếu như cái số lượng hai bên bằng nhau thì chắc chắn bên anh Titan TV Man này sẽ giành chiến thắng. Còn bên bồn cầu mà nó đông quá thì thua thôi. Lúc nào số lượng nó cũng áp đảo cơ mà. Chỉ còn 1-1 á, anh Titan TV Man này chớp luôn.